La Chí Tường, trang nam bị ghét nhất Cbiz, chịu nhục chưa từng có khi làm show riêng. Mới đây, trang 163 đăng tải tin tức mới nhất về sao nam bị ghét nhất làng giải trí Cbiz, La Chí Tường. Theo đó, tài tử thị phi này đã tự mở một show truyền hình riêng cùng một vài người bạn. Nhưng sau khi chương trình được phát sóng, chỉ có một số lượng ít khán giả theo dõi. Cuối cùng, show của La Chí Tường phải ngừng quay. Theo tin tức từ ET Today, các clip chương trình của La Chí Tường cao nhất là được 50.000 người xem. Như vậy, trong một tháng, số khán giả chỉ tích lũy được 1,16 triệu người. Theo đó, số tiền mà La Chí Tường được nhận chỉ khoảng 1.000 đô la Mỹ, tương đương 23 triệu đồng, trong khi chi phí sản xuất mà anh bỏ ra lại quá lớn. Được biết, trong chương trình, La Chí Tường cố vận dụng khả năng hài hước của mình để kết nối bạn bè và gây cười cho khán giả. Nhưng vì bị quay lưng và tẩy chay trong showbiz, nên các video của anh không được nhiều người đón nhận. Trước đó, La Chí Tường rất được yêu thích vì có EQ, chỉ số cảm xúc cao, tính tình vui vẻ, hài hước. Các video của anh luôn thu hút lượng lớn khán giả. Hơn thế, các chương trình mà nam tài tử này tham gia luôn rất được công chúng đón nhận. Tuy nhiên, tháng 4 năm 2020, La Chí Tường bị bạn gái Châu Dương Thanh bóc phốt nhân cách thật. Trang Hot Girl tiết lộ, trong 9 năm qua, dù luôn sát cánh cùng người yêu, nhưng La Chí Tường vẫn lén lút cặp kè với các cô gái bên ngoài, thậm chí còn quan hệ nhiều người, khiến Châu Dương Thanh bị cắm sừng và vô cùng đau khổ. Sau bê bối này, sự nghiệp của La Chí Tường tụt dốc không phanh, anh bị tẩy chay rất mạnh mẽ. Các hợp đồng quảng cáo đóng phim bị hủy bỏ. Thậm chí, La Chí Tường còn phải bồi thường thiệt hại khá lớn cho các nhãn hàng. Vì vậy mà có thời gian anh phải ở ẩn. Theo đó, hàng loạt phố tình ái chấn động của nam diễn viên cũng bị netizen đào bới. Những năm đầu thập niên 90, La Chí Tường khi đó mới bước chân vào làng giải trí và ngay lập tức hẹn hò với nữ diễn viên xinh đẹp Từ Hoài Ngọc. Điều đáng nói, cặp đôi chỉ yêu nhau vỏn vẹn đúng 7 ngày. La Chí Tường và Từ Hoài Ngọc cùng học chung một thầy dạy thanh nhạc. Chính vì vậy có nhiều thời gian ở bên nhau, từ đó nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên về sau, vì sự nghiệp, cặp đôi tan rã. Tuy nhiên sau này, trong một show truyền hình, La Chí Tường hoàn toàn phủ nhận chuyện hẹn hò với nữ diễn viên. Từ Hoài Ngọc được mệnh danh là Thiên hậu Đài Loan, có tài có sắc và từng cả gan từ chối đóng phim của Châu Tinh Trì. Tên tuổi của cô trong khoảng thời gian những năm 90 đình đám trong giới chẳng kém gì Thái Y Lâm. Không chỉ với Từ Hoài Ngọc, La Chí Tường và Selena, She's từng có khoảng thời gian hẹn hò. Cả hai từng bị bắt gặp khi đi chơi bóng rổ với nhau, mối quan hệ thân thiết trên cả tình bạn. Thậm chí, paparazzi cũng từng bắt gặp La Chí Tường nửa đêm tới nhà Selena. Cả hai đeo nhẫn đôi chứng minh tình cảm ngọt ngào và thân thiết. Tuy nhiên, La Chí Tường chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận chuyện này. QQ cho biết thêm, mẹ của La Chí Tường rất thích Selena, trong khi bố nữ ca sĩ có thái độ trái ngược. Tiếp theo vào năm 2008, vì công việc, La Chí Tường có quen biết và kết thân với nữ thần xứ Đài Lý Dục Vân. Cả hai từng có tới 3-4 năm hẹn hò bí mật nhưng không bao giờ thừa nhận. Mặc dù vậy, dân tình vẫn soi được khoảnh khắc mặc đồ đôi bí mật của cả hai. Về sau, La Chí Tường và Lý Dục Vân đường ai nấy đi. Bên cạnh đó, La Chí Tường còn được cho là đã cướp người yêu của Âu Đệ, bạn thân và cũng là người dẫn chung chương trình 100% Entertainment. Cả hai từng rất ăn ý, nhưng rồi cặp bài trùm này bất ngờ từ mặt nhau một khoảng thời gian dài. Có tin đồn cho rằng La Chí Tường lợi dụng lúc Âu Đệ phải đi lính, liền cướp luôn người yêu. Sinh năm 1979, La Chí Tường là diễn viên nổi tiếng xứ Đài. Anh được khán giả yêu thích qua các phim như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Mỹ Nhân Ngư, Tây Du Ký, Mối Tình Ngoại Truyện, Khoảnh Khắc Ngọt Ngào. Tuy nhiên, khán giả quen gọi anh là Lương Sơn Bá sau vai diễn chàng trai si tình nổi tiếng này. Đáng tiếc ngoài đời, La Chí Tường chẳng si tình và chung thủy như trong phim.